Chào mừng mọi người đến với trên trên mobile. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại 0834565430 trên màn hình. Nếu thứ hai thì mọi người cho em xin một like, một đăng ký kênh nha. Em xin cảm ơn. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của trên trên mobile nha. Hôm nay em có một số máy còn lại trong để em đăng bữa nay hoặc là mai nữa, mốt nữa thì có thể là sẽ hết luôn đó mọi người. Bên giao hàng thì nó nhận hết cuối tháng à. Nên không biết có kịp cho mọi người không nữa. Thì bây giờ mọi người cố gắng mua sớm sớm giúp em ha. Thì đây là một cây laptop Dell nha mọi người nha. Laptop Dell còn mới à. Và những cái máy em còn lại đây, em sale hết cho mọi người nha. Thì hôm nay em giảm thêm cho mọi người là 50.000 trên mỗi máy ha. Thì ví dụ như giá niêm yết của cây nào thì mọi người tự trừ ra nha mọi người. Đó, ví dụ như này là cây 950 đó, thì mọi người tự trừ ra ha. Rồi ok, hình thức mua hàng bên em vẫn vậy nha mọi người. Cọc trước 50 hoặc là 100. Cọc trước 50 thì bên mọi người tự chịu tiền ship, và cọc trước 100 thì bên em sẽ bao ship cho. Và chuyển khoản full thì bên em sẽ giảm từ 50 đến 100 mấy tùy nha. Hay mọi người nhắc em giúp em ha. Hôm nay em sẽ lì xì cho mọi người là 50.000. Đó, 50.000. Thì ví dụ em vẫn báo giá bán vậy nha, nhưng mà mọi người tự trừ ra. Ví dụ đến khi lên đơn thì mọi người trừ ra giúp em ha. Tiên em quay con máy đeo nha mọi người nha. Thì con máy này á là 15.6 inch nha mọi người. Máy laptop Dell 15.6 inch. Máy là có phím LED luôn nha. Con này là hình như là đầu tiên em thấy con Dell phím LED như thế này nè. Vào buổi tối á, mọi người thấy phím thì mọi người bấm rất là rõ nha. Nó rất là đẹp. Rồi camera là HD camera nè. Wi-Fi Bluetooth đầy đủ ha. Tất cả mọi chức năng đầy đủ. Và 15.6 inch, màn là màn đẹp hết luôn. RAM của nó là RAM 8GB nha. Game 8GB. Hôm nay em lên video hơi nhanh chút xíu nha mọi người. Có gì thì mọi người cứ coi lại ha. Core i3 Gen 4 nha, game 8GB. SSD là em không nhớ gọi lên vô mọi người. SSD em có gắn cho mọi người hết rồi. Sorry, vô nhầm. SSD là 250GB nha. Đó. Máy này có thể gắn thêm ổ cứng được nha mọi người nha. Con này là màn đẹp, loa lớn nha, loa không lỡ làm gì hết. Nói chung là xài rất là êm và chạy mượt nữa. Đó. Và được cái là phím LED, mọi người nhìn tổng quan nó rất là đẹp nha. Con này em sale cho mọi người luôn trong video ngày hôm nay để sale Tết nha mọi người nha. Sale Tết thì 2.999.000. Sale bỏ luôn nha mọi người. Nhưng mà vẫn tặng full phụ kiện cho mọi người, tại vì em sale Tết thôi chứ không phải là máy nó bị gì đâu nha. Để cho mọi người xem nè. Đó. Loa lớn, màn hình rất là đẹp luôn, màn 4K là mọi người thấy không? Đó. Tại vì em quay máy trong máy á. Đó. Nên mọi người nhìn ở ngoài á rất là sắc nét luôn nha, rất là đẹp. 2.990.000 thì có sạc không dây, chuột. Ý em nhầm, sorry, chuột không dây sạc. Lót chuột. Và cọc 200 là bao ship toàn quốc luôn ha, 2.990.000. Rồi. Con này thì ngoại hình đẹp bình thường hết nha mọi người nha. Để em tắt hôm bữa em nói có một cái cách tắt là Windows XUU. Thì có khách chỉ là ANF4. ANF4 nó dẫn ra ha. Và Enter. Nói chung là cách tắt nào cũng được, miễn mọi người thấy nhanh. Nhưng mà khi mà mình quên lệnh ANF4 mà mình quên chỉnh cái lệnh trong đây lại. Ví dụ sleep đi. Đây nó có những cái lệnh nè. Đó. Mà mình chọn những cái lệnh đó rồi thì mình mất công mình khởi động lại nữa. Nên cái này là chắc chắn là tắt luôn. Đó, tùy theo cái cách mà mọi người muốn tắt như thế nào thì tắt ha. Đây, ngoại hình á, thì ở đây là mặt nhám nha. Nói chung khung viền rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Màn 15.6 inch, pin mới, xài cầm từ 3 đến 4 tiếng nha mọi người. Đó, đây là chui USB, sạc mạng HDMI. Chui mạng LAN, đây là ổ đĩa, đây là USB và SD. Đó, nói chung là máy xài ok hết mọi chức năng luôn. Pin vẫn còn cầm ha, pin mới ha, 2.990.000. Sale nha mọi người, sale laptop Dell. Nãy em để vậy em bán luôn rồi, em không có bày ra. Rồi cho mọi người dễ nhìn luôn. Rồi, tiếp theo là iPad Air nha mọi người. iPad Air thì con này con này là máy nguyên zin nha mọi người. Máy nguyên zin ha, máy 16GB, 9.7 inch. Đó. Máy chỉ là bị liệt cái nút trừ thôi. Đó. Ngoài ra chức năng ok hết ha. E thì 9.7 inch nha mọi người. Pin vẫn còn cầm, em test rồi. Em test coi YouTube rồi là từ
70 mấy%, còn 38% là nó tụt từ 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 nên nó không có bị gì hết ha. Ví dụ mọi người cái nước âm lượng giảm á là nó bị liệt nên mọi người cứ trừ ở đây ha, còn cộng thì bình thường đó. Ví dụ trừ là cộng thì bình thường ha đó. Màng là màng đẹp hết, nói chung là cây này nguyên zin thu khách, bán mọi người là 1.590.000 rồi, 1.590.000 nha, tặng bộ sạc lết màu gold nha mọi người nha. 64 GB móc vân 2.790.000, móc vân tay pin 100, chỉ móc vân thôi, ngoài ra ok. Ai lao sạch mọi người restore hoặc là ăn nhập vô thoải mái ha, ai không biết thì cứ nhắn em để em hướng dẫn, hoặc là này 64 GB ha, máy là máy LL luôn. Đếm xem pin nha, tại vì á những cái máy em những khách khác mua á, em đừng có buồn em ha, tại vì em gần tết rồi á, em sale bỏ thôi chứ không phải là bán mọi người mắc, bán này rẻ thì ví dụ như có khách quen mua lại thì lần sau em sẽ rẻ hơn, ví dụ vậy ha. Chứ ví dụ như em muốn sale mà sale nghỉ tết nhiều khi em cũng ngại với khách quen á, mình bán rẻ hơn lúc mà khách quen mua. Nói chung là mọi người quen thì mọi người cứ mua đi, rồi nữa em sẽ khuyến mãi thêm nếu mọi người mua cây sau ha, chứ em không có bỏ rơi mọi người đâu. Rồi 2.790.000 nha, tất cả đều lì xì cho mọi người 50.000 ha, giá này là giá chưa giảm. Rồi ok, tặng full cường lực ốp lưng ha và bộ sạc Oppo A7 nha mọi người, ram 464 GB, màn 6.2 inch ha, pin 4003, 1.150.000, máy đẹp 99 ha, hàng công ty, máy đẹp 99 à, 1.150.000 mọi người tự máy, giá này giá chưa giảm nha mọi người nha, 1.150.000 tặng bộ sạc luôn. Rồi nếu như mọi người không lấy sạc nữa em giảm 50 nữa nha mọi người nha, màn đẹp nè, nói chung là mọi thứ ok hết, ổn áp hết nha mọi người nha. Rồi Samsung M02 RAM 232 GB, máy nhám 6.5 inch, pin 5000 nha mọi người nha, pin 5000, 1.150.000 luôn, máy đẹp 99, dày full ha, tặng mọi người bộ sạc luôn nha, hai sim hai sóng, màn đẹp, màn hình giọt nước ok, giá chưa giảm 1.450.000 nha. Redmi 10A RAM 0.5 ghi là 32, bộ nhớ lưu trữ 32 GB, màn 6.5, pin 5000 ha, 3 camera, 1 cảm biến vân tay, 1 flash ha, 1.1 triệu, giá chưa giảm là 1.1 triệu, máy pin 5000, màn giọt nước nha mọi người. Redmi 10A trong thế giới động vẫn còn bán máy cũ nha mọi người nha, để mọi người tự lên so sánh nha mọi người nha. Rồi ok, em quay ngoại hình như thế này nè, cơ bản ha, 1.1 triệu, giá chưa giảm. Vivo i9 3G4128 ha, 6.2 inch, 4.000 pin, giá chưa giảm 1.1 triệu, màn sau đẹp, lưng sau đẹp ha, màn đẹp, lưng đẹp, máy đẹp 99, ok. Nói chung là em nói 99 thôi, thực ra là máy đẹp keng đó mọi người, nhưng mà em vẫn nói 99 ha. Rồi giá chưa giảm 1.1 triệu nha, 332 GB ha, 6.5 inch, pin 5000, ngoại hình nè, nó có xước nhẹ ngay chỗ này nè mọi người, cam đẹp ha, cam đẹp hết mà nó xước nhẹ đây, 1.250.000 giá chưa giảm nha, nếu mà không lấy bộ sạc vẫn giảm cho mọi người 50 ha, giá lì xì cho mọi người 50 nữa. Rồi quá ngon luôn, màn đẹp nha mọi người, để em xem, hình như là con này đếm coi cái màn nó có bị gì xíu không. À màn này là màn hơi chấm phản quang nhẹ ở dưới đây nha mọi người, đây đó, chấm sao chút xíu ha, nhưng mà màn nhìn chung là còn đẹp, mà chỉ chấm phản quang một số chỗ là người bật nền tối nha là ok, là đẹp luôn đó. 1.250.000 giá chưa giảm nha. Tiếp theo là Samsung M20 ha, máy đẹp 9899, ram 332 GB ha, 6.3 inch, pin 5000, mặt sau là đẹp nha, cũng có xước nhẹ nha mọi người, tại máy này là máy khách, pin 5000, 1.050.000 giá chưa giảm nha. Ai chưa rõ thì cứ nhắn Zalo, số điện thoại của em là 0885564430 nha, M20 đó. Màn này màn đẹp nha mọi người, tặng ốp lưng Oppo A31 2020 ha, ram 8256 ha, máy đẹp 99, 6.5 inch, pin 4000 ha, giá chưa giảm là 1.550.000 nha. Cái này là có dán mặt trước mặt sau nha mọi người, tại vì khi mà tại lúc mà màn hơi tối vậy nè mọi người, tắt bỏ cái chế độ tiết kiệm pin lên ha, là mọi người bật sáng nó là sẽ sáng bình thường. Hôm bữa là có một khách là bật chế độ tiết kiệm pin thì nói sao màn tối quá, thì đem lại em thì em bật bỏ chế độ đó
Khách nói ồ vậy mày không biết. Rồi ok. 231 ha. Màu đỏ đen. Ok. Realme C2 ha, em 232GB, 6.1 inch. Pin 4000 ha, 750, giá chưa giảm nha. Máy đẹp 9899 luôn. Màn đẹp. Cái này là xài nhẹ được, YouTube được bình thường ha. Android 9. Đó, Android bản 9 ha. Game 216. Ủa cái này là bản game 216 mọi người chứ không phải 232, em sorry nha. Game 216 là 750. Giá chưa giảm. Tiếp theo là Samsung A30 nha. A30 này là hơi xấu cái viền chút xíu. Đó, hơi xấu cái viền chút xíu. Game 464 ha, màn 6.4. Pin 4000. Mặc dù nó có một nứt nhỏ ngay đây nè, nhưng mà bình thường, chụp đẹp bình thường ha. Giá 1150, 1150. Giá chưa giảm. Cái này là mọi người mua là mọi người tiết kiệm rất là nhiều ha. Tại vì hàng sale để ăn Tết thôi mọi người. Tết cho nó bớt đi thôi. Chứ thật ra là cái này qua Tết em bán vẫn được thôi. Nhưng mà tại vì em muốn sale cho mọi người hết cho qua năm, cho nó suôn sẻ em xui á. Này máy 2 sim 2 sóng thường. Game 464 ha. A30. Màn đẹp. Màn không có em mối chì xước gì hết nha. Đó. Màn đẹp luôn. Cái này là tại vì màn nó hơi dính keo mọi người, để em chùi ra là được ha. Cái này hôm bữa có thay cục pin rồi. Thay cục pin nên bị chóc cái lưng nha mọi người. Đây, màn vẫn đẹp bình thường cho mọi người ha. Màn zin á. Tặng người cái ốp ha. 1150 là giá chưa giảm. Tiếp theo là Samsung A11 ha, màn hơi xấu chút xíu. Ở sau là có 3 camera ha, một cảm biến vân tay ha, pin 4000, 332 6.4 inch. Màn hơi xấu là như thế nào để em bấm cho mọi người xem cái màn sáng xấu như thế nào nha. Đây, nó có một cái đường xám đen ở trên đây nè, với một cái chấm phản quang. Đó, mọi người nhìn thẳng như vậy là mọi người không thấy ha. Nhưng mọi người gần tới thì mọi người thấy cái đường này hơi nhỏ xíu ha. Đó, màn tối bình thường, màn tối thì xài đẹp bình thường ha. Còn màn sáng thì nó nhìn nó hơi xấu chút xíu thôi chứ không gì hết. Camera đục lỗ tròn bên trái ha. Cam vẫn đẹp ok bình thường hết, full ha. Rồi, 1.1 triệu là giá chưa giảm nha. 1.1 triệu là giá bao mọi người so sánh luôn á. Tại vì ngoại hình với lại cái màn nó hơi xấu thôi. Chứ thực ra là xài vẫn êm bình thường nha mọi người nha. 1.1 triệu. Mình xem 2. Đây. Tiếp theo là Oppo A31 ha. Gam 8256. Oppo A31 2020 hàng công ty nha. Pin 4500 ha. Màn là 6.5 inch, 3 camera. Máy đẹp 99. 1.550 nha mọi người nha. Máy màu xanh ngọc. Đây, màu xanh ở dưới, trắng ở trên ha. Màn đẹp cho mọi người luôn. Đây, nó bật tiết kiệm pin nè. Đây, bật tiết kiệm pin nè. Thì nó sẽ hơi tối ha. Mọi người bật tắt cái tiết kiệm pin đi. Cái này là pin rất là cầm luôn nha. Pin rất là êm. Màn xài rất là êm luôn. Mà giá rất là phê luôn mọi người. 1.550.000 ha. Giá này chưa giảm luôn. Mọi người tự trừ ra giúp em ha. Oppo A5S ha. Ram 332GB. Có xước ha, có xước nhẹ ở sau đều hết. 9.5 nha mọi người nha. Cái này thì pin mới nha. Pin mới nha mọi người nha. Pin khách xài thay rồi, pin thay rồi, pin mới nên xài cũng rất là cầm nha. Đây RAM 332GB đây. Nó chỉ có hơi xấu chút xíu dưới đây nha mọi người. Đây, hơi xấu chút xíu dưới đây là giống như là bị bụi nha mọi người, bị bụi á, bị bụi ngay cái kính á. Đó. Ngoài ra là RAM 332GB là ok. Màn đẹp, pin cầm ok hết mọi thứ. Đó, với cái nút nguồn nó bấm hơi cứng chút xíu ha, mọi người bấm giúp em ha, tại vì máy này là máy cũ em thu khách. Cây này là bán là quỳ vốn mọi người, là giá 9.500 là quỳ vốn á, còn nếu mà giảm cho mọi người thêm là em lỗ, nhưng mà vẫn không sao, kệ đi, sale luôn. 9.500 nha. Rồi, tiếp theo là tiếp theo có cây Oppo A83 nha mọi người, em đang xài máy phụ ha, có ốp lưng màu vàng. Rồi, ốp lưng màu vàng ha. RAM 332GB 5.7 inch. Con này xài pin rất là cầm nha mọi người. Mặc dù pin nó thấp, nhưng mà em xài nghe gọi là em xài hôm bữa tới giờ luôn, em chưa sạc luôn mọi người. 3.200 ha. Giá 750, giá chưa giảm. Đây em xài máy phụ nghe gọi mọi người nha. Đây. Có tặng mọi người cái ốp này là ốp mới 100% luôn. 750 giá chưa giảm nha. Ok, sale nha. Bộ A83. Ở bộ A71 thì em còn
1, 2, 3, 4 cây à mọi người. Gam 3, 16 ha. A71, 5.2 inch. Pin 3000 nha. Máy đẹp 99. Tại vì em không có nói 100 chứ máy đẹp là 99 là coi như là đẹp, rất đẹp nha. Đó, Android cũng vẫn còn cao nha mọi người nha. Đó, Android là Android 7.1.1 ha. Giá là siêu mềm cho mọi người luôn, màn là màn 5.2. Có cái ốp luôn ha, cái ốp mới can luôn nha mọi người. Cái ốp là em khui từ cái bọc ra luôn ra đây. Đó. Là em còn tồn mấy cái ốp này rất là nhiều. Đó nên em giờ gách rồi nè. Em tặng mọi người cái ốp khác ha. Cái nào gách thì em bỏ luôn. Cái này là 590 nè, giá chưa giảm. Mọi người muốn mua thì cứ nhắn Zalo em ha. Rồi. Cho cái ốp khác luôn, liền và ngay luôn. Đó. Nhiều khi á ốp này nó tồn á mọi người, ốp này nó tồn em mới lục ra ha. Thì nó cũ á, nó bị đứt, bị gách, mất keo á, chứ không phải là người ta đã xài ha. Ít ốp mới 100%, chưa sử dụng, nhưng mà tại vì chưa có bán, nó còn tồn á mọi người. Đó, rồi. A71 ha. Viettel thì em còn mấy cây mọi người. Máy Viettel 340 nha, giá chưa giảm. Cái này thì chỉ xài sim của Viettel thôi nha mọi người nha. Xài sim Viettel thôi. Mà Android nó cao luôn. Android vẫn còn cao nha. Đây Android tới Android 6 luôn nha mọi người. Thì tải Zalo, Facebook, YouTube bình thường hết. Nhưng mà chỉ xài sim Viettel thôi. 340 nha mọi người nha. 4G luôn á. Hai sim luôn. Pin 2000. Cái này là em bán nghe gọi thôi ha, 5 inch. Máy nghe gọi chọi. Ok. Cái này là 5S 16GB full vân ha. 650. Máy còn đẹp cho mọi người nha. Máy còn đẹp. Còn vân tay luôn, màn đẹp. Màu gold, một cây duy nhất 650 ha. Còn mấy cây này ba màu. Đồng 600, giá chưa giảm luôn nha. Vẫn giảm cho mọi người. Đây là cây màu xám đen ha. Cây này là cây màu xám nhưng mà màn hình trắng nha. Màn xám đen, màn hình trắng. Cây này là màu bạc. Giống như là cây này à, cây này, cây trắng nè, yêu cây đen. Cây nguyên trắng, yêu cây nguyên đen. Thì ra là con đó là trắng đen. 600 mỗi cây nha. Giá chưa giảm, vẫn giảm cho mọi người thêm ha. 4S 350, à 300 chứ. 4S 300, máy nghe gọi. Coi YouTube được luôn ha, giá chưa giảm 300. Rồi, máy này là sale cho mọi người luôn nè. À, Nokia 2320 nè, một cây là 99.000. À, Nokia A80 nè, cây là 220. Nói chung là ba cây này á mọi người mua kèm thì em sẽ giảm ha, còn nếu bán riêng lẻ không có giảm. Này là 99, cái này là 220. Thì mọi người mua kèm thì em sẽ giảm cho 50.000. À, 20.000 trên một cây, còn 50.000 trên cây bự, 20.000 trên cây nhỏ nha. Tổng là ví dụ nếu mà mọi người mua combo này là 509 nè, với cái này 99 nè, thì em sẽ giảm cho mọi người là 70.000. Đó, nó vậy á. Rồi. Ok. Có cây iPad Gen 9 nè là của khách ha, cây nguyên zin, nhưng mà em chưa biết khách bán bao nhiêu. Thì cái này là nguyên zin hết trơn luôn mọi người, là hàng quốc tế. Đó, sách tay ha. Đây thế hệ là Gen 9 nha mọi người nha. Đây Gen 9 nha. 64GB nha. Đây em có vân tay luôn nè. Đó, vân tay nè. Vân tay full luôn nha. Đó, iPad Gen 9 vân tay luôn. Cái này nếu mọi người mua được là 6.500.000 ha. Thì em bán luôn ha. Thì khách nói cái này là không phải nứt kính đâu mọi người. Cái này là nứt cường lực, em coi rồi, nứt cường lực. Thì mọi người mua về mọi người dán cường lực lại, hoặc là em sẽ dán cường lực lại cho mọi người ha. Nứt cường lực, máy đẹp. Có cái bao da luôn. Cho mọi người xem luôn nha. Sẵn tiện cho mọi người xem luôn. Đó. Máy là máy nguyên zin nha, máy là hàng sách tay. Máy màu đen nha. Rất là ngon. Rồi em cho mọi người
coi cái phần pin của nó luôn nha. Cái này hình như là chưa cập nhật lên thì phải. Như là chưa cập nhật lên, còn cập nhật được nữa. Người hơi khó nhìn ha. Đấy, bật lên nè. Người vô cái phần cập nhật. Đó, còn cập nhật được nha. Còn cập nhật được tới iOS 17 luôn nha mọi người. iCloud của khách phát được bình thường, iOS 17. Sáu chiều gửi mua được thì báo em nha. Mọi người đăng ký giúp kênh J&J Tup nha. J&J Tube ha. Để em cho mọi người xem vô rất là nhanh luôn. Kênh này là cái kênh phụ của em ha. Kênh J&J Cuộc Sống và Công Nghệ là cái kênh bán điện thoại của em. Còn J&J Tup á. Sau đây có cái J&J Tup mới nữa nè. Là J&J Tup cũng là cái hình giống như là cái hình J&J Cuộc Sống Công Nghệ luôn ha. Nhưng mà nó là review phim. Cái này là trừ cận bình thường hết ha. iOS 17 rồi mọi người. Nói chung là ok hết á. Đó. Mọi người xin mọi người một đăng ký kênh ha. Một like, một đăng ký kênh nha. Của cái trang review phim này của em ha. Rồi xin cảm ơn mọi người nha. Mọi người mua máy thì liên hệ số điện thoại 0834565430 trên màn hình ha. Mua máy thì liên hệ là từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha mọi người nha. Cái này là tặng bao gian nè. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ha. Rồi, ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người nha. Bye bye.